Ok. Lần đầu tiên em ly uống nước, Út Thư uống nước thử nghe. Út Thư uống thử nước ngon không nghe? Thôi mà, đâu phải bia hay gì đâu. One more time. Thử lại nghe. Út Thương thử lại nước nghe. It tastes good. Nước ngon mà. Yeah. Yay. This better? Ngon không? Yum. Here, try one more time. Yeah. Yeah. Giỏi quá. Giỏi quá. Út Thương mấy tuổi hả? Út Thương mấy tuổi rồi? 4 tháng 9 ngày. 4 tháng 9 ngày tuổi rồi. Thương của mẹ lớn quá. Mẹ thương con. Mẹ yêu con nhiều lắm. Mẹ thương Út Thương nhiều lắm biết không? Bye. Bye đi con. Bye. Bye. Giờ ta lên. Giờ ta lên bye. Bye. Bye.